rồi xong ở cái hồ hồng xốp này ha, mình nuôi cá biển màu này, thì cái cây rau má đó bị sâu nè, nó rất là to, đây hủ phạm ở đây ha. Giờ ngắt bỏ lá thôi. Kiểu tương tự như cái cây hoa súng á, cái lá nào mà già úa bị rách rứ sâu ăn như thế này, ngắt bỏ chừa lá đẹp lại thôi ha. Đây già úa đây ha, ngắt sát gốc càng tốt, còn không thì cứ ngắt bình thường, cây nó tự rụt rạch trong nước ha. Nước mưa của mình ổn định nên không có sợ nó xanh nước nữa, mình cũng có chăm định kỳ thì nó cạn. Còn lại mà nước mới thì nên tỉa, không có cho nó phân rã trong nước. Ở đây còn con sâu nữa nè, trời đất ơi. Bám đi luôn à. Kỹ được lá nào hay đá đó ha. Một đống sâu xi mua xuống. Cái lá của mình mà bị cắn xé như thế này, nó còn ị phân nữa. Ngắt trước kính sau đi. Dính một bãi đèn rồi. Ra mỗi mình tỉa mình thả nè, sống trong nước ha. Chỉ hết lá luôn cho rồi, cho ra lá mới. Nghĩ kỳ trước mình hạ thủy làm lá nước cũng tỉa bỏ hết lá, còn cái phần thân, nửa phần thân với rễ trong nước ha, lên lá mới. Mấy cây hy sinh này nó lì lắm, có tí nắng có nền là nó sống, còn không có nền thì có nắng là nó sống. Rau má đồng tiền thì cái vị nó rất là đắng, cho nên mình ngắt bỏ ngoài cho làm phân bón luôn. Trời ăn nó đắng lắm, ăn không có nổi. Tên gọi khác thì nó là cỏ đồng tiền ha, kiểu như trồng phong thủy. Còn mình thì trang trí hồ cá chẳng đẹp. Dài ghê. Đây rễ nó này nó ngó đi trong nước ha, chỉ cần đoạn này cho đến từ đây đến đoạn này mình ngắt ra đã ra cái cây mới rồi, mình trồng lên một chỗ mới rồi, rất là dễ sống. Nên mình sẽ cho cá ăn lăng quăng. Rồi dọn cơ bản như thế này.
dọn sơ sơ cũng 5 phút. Rồi đây lăn quăng ha. Mình hết trang nhỏ giọt như thế này, kiểu dụ cá lại á. Quay gần. Làm video để lưu lại kỷ niệm nuôi cá. Cái Trang chậm cũng có bị bình luận bị chửi nữa, kiểu Trang thấy mắc mệt. Miễn mình thích là được. Cái cá mình nuôi. Mình bỏ tiền ra mình mua cá mình nuôi, mình chăm theo cách của mình. Góp ý đúng thì mình sẽ xem xét kinh nghiệm, còn bình luận cào lao thì mình lóc. Không biết bình luận cào lao rồi mình trả lời lại có tức hay không nữa. Nuôi cá hư giãn mà đôi khi đăng video lên đọc những cái bình luận thấy chết thêm ha. Nhưng riết cũng quen. Ở đây thì là cá bảy màu HP yellow. Thật sự cái góc này quay không đẹp, có tạm tạm. Cá mình nuôi rất là dạng luôn á. Cho cá thường xuyên thì cá nó sẽ dạng thôi. Để cho đói đói cũng vậy. Như chăn sớm có 6 giờ mấy thì nó cũng chậm chậm, tầm 8 giờ tùy thôi. Kiểu nó đói thì mình cho nó ăn, nó sẽ nhanh hơn. Còn buổi sáng đó thì sớm, hoặc thời tiết nắng mưa này nọ, mưa nhiều, nước lạnh nó cũng không lên ăn ha. Rồi mình kết thúc clip ở đây. Cảm ơn yêu thích thì có thể đăng ký xem hoặc like video với mình. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ha.